Xin chào quý vị và các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nơi mà không lâu nữa sẽ diễn ra hai trận đấu cuối cùng của môn bóng đá nam SEA Games 31. Trong đó có trận đấu chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Hiện tại thì các công nhân đang tất bật để chuẩn bị cho hai trận đấu cuối cùng này. Nghi Thảo, phóng viên báo Thanh Niên, tác nghiệp tại SEA Games 31. Các nhân viên của sân Mỹ Đình đang đo và kẽ lại vạch vôi để chuẩn bị cho hai trận đấu cuối cùng môn bóng đá nam tại SEA Games 31 vào tối 22 tháng 5. Các bảng đèn LED cũng đang được lắp đặt xung quanh. Bên cạnh đó, mặt cỏ sẽ được bón phân, tưới nước để trở nên đẹp hơn. Để mặt cỏ được chăm sóc tốt nhất cho ngày thi đấu, tất cả các đội bóng tham dự trận tranh huy chương đồng và huy chương vàng, bao gồm cả U23 Việt Nam, sẽ không được tập bất cứ buổi nào tại sân Mỹ Đình. Trước đó, có nhiều ý kiến cho rằng mặt sân Mỹ Đình quá xấu và tại sao không tổ chức hai trận đấu cuối cùng môn bóng đá nam tại sân Việt Trì Phú Thọ hay Thiên Trường Nam Định. Theo ban tổ chức, mặt cỏ sân Mỹ Đình vẫn đảm bảo để tổ chức trận tranh huy chương đồng và chung kết giữa U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan. Bên cạnh đó, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC cũng đã kiểm tra và đưa ra đánh giá rằng mặt sân Mỹ Đình vẫn ổn, bằng phẳng, không có ủ đất và đảm bảo chất lượng cho việc tổ chức thi đấu. Trong thời gian ngắn ngủi, mặt sân Mỹ Đình đã được sử dụng với tần suất dày đặc từ lễ khai mạc 12 tháng 5 đến tổ chức thi đấu môn điền kinh 14 đến 19 tháng 5. Chính vì vậy, mặt cỏ đã không còn xanh mướt mắt. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.